Ngày 19 tháng 4 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, để điều tra về hành vi loạn luân. Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của Lê Tùng Vân, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ. Đầu năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cuối tháng 6 năm 2022, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi cùng lãnh 4 năm tù, Cao Thị Cúc 62 tuổi 3 năm tù và Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi 3 năm 6 tháng tù. Sau phiên xét xử sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân đã gửi đơn kháng cáo. Cho tới 21 tháng 8, những bị cáo còn lại trong vụ tỉnh Thất Bồng Lai cũng gửi đơn kháng cáo đến Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Đầu tháng 11, 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định, bản án mà tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa đã tuyên là đúng người, đúng tội, không oan sai. Các bị cáo đã lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước nên không có cơ sở giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo không đưa ra được những bằng chứng mới, các bị cáo chỉ xoay quanh những nội dung đã làm rõ trong phiên tòa sơ thẩm. Vì thế, hội đồng xét xử bác kháng án và giữ nguyên nội dung bản án sơ thẩm. Sự việc tại đây bắt đầu từ cuối năm 2019. Một cô gái 20 tuổi nhận mình tên Diễm My quay clip phát trên Internet, nói một lòng hướng Phật, muốn đi tu nhưng cha mẹ không đồng tình, tìm mọi cách cấm đoán và giam cầm. Cô tới tu tại tỉnh Thất Bồng Lai. Cha mẹ cô gái cầm đầu đoàn 50 người tới một hộ dân được gọi là tỉnh Thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để gây rối. Sáng ngày 12 tháng 12 năm 2019, trong lúc đang làm việc tại đơn vị, gần chục cán bộ công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bỗng nghe tiếng la hét, hô hoán của nhiều người trong trụ sở. Họ ra xem thì phát hiện nhóm khoảng 8 người mặc đồ tu màu nâu, cạo chọc đầu, đang tụ tập la hét, hô hoán và quay phim trái phép, đòi cô gái trẻ Diễm My. Hôm sau, những người trong hộ bà Cúc đã đăng video và bài viết lên mạng xã hội Facebook, YouTube, vu cáo công an huyện Đức Hòa đã bắt cóc làm mất tích Diễm My. Đó là những sự việc xảy ra cuối năm 2019 và địa điểm được gọi tên tỉnh Thất Bồng Lai bắt đầu gây chú ý trên mạng. Tiếp đó là hàng loạt diễn biến khiến nhà chức trách vào cuộc, mở ra hành trình 300 ngày điều tra, truy tố xét xử những người tự xưng là người tu hành, từ những pháp xưng, trụ trì, sư thầy. Mở đầu, công an huyện Đức Hòa xác minh việc lợi dụng hoạt động tôn giáo từ thiện để trục lợi. Đến cuối tháng 2, 2022, vụ án được chuyển cho cơ quan điều tra công an tỉnh Long An để điều tra. Ngày 9 tháng 6 năm 2022, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An đã ban hành cáo trạng, truy tố 6 trên 7 bị can ở tỉnh Thất Bồng Lai về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Theo đó, 6 bị can truy tố gồm Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, tự xưng là thầy ông nội, Lê Thanh Hoàn Nguyên, sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 1995, Cao Thị Cúc, sinh năm 1960 và Lê Thanh Nhị Nguyên, sinh năm 1998. Cơ quan chức năng xác định năm 2014, bà Cao Thị Cúc từ huyện Cần Đước, tỉnh Long An đến ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây mua nhà và chuyển hộ khẩu về đây để xây dựng, sửa chữa làm điểm tu trái phép. Cáo trạng thể hiện, từ năm 2019 đến năm 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên lập nhiều tài khoản YouTube Năm Chú Tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official. Những người này đã biên soạn, dàn dựng, diễn xuất, đăng tải các video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm danh dự cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ, đăng lên kênh Năm Chú Tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Liên quan đến việc nhiều người kéo đến trụ sở công an huyện Đức Hòa đòi Diễm My, Nhất Nguyên đã dùng điện thoại để ghi hình sự việc, sau đó đăng lên kênh Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official với nội dung công an huyện bắt cóc cô gái tên Diễm My. Những người còn lại có vai trò tham gia diễn xuất, phát trực tiếp các video có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác. Quá trình điều tra, các bị cáo đều thừa nhận những cáo buộc trên.
trái ngược với những nội dung đã khai nhận tại giai đoạn điều tra. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra 2 ngày 20-21 tháng 7 tại Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An năm 2022. Cả 6 bị cáo đã kêu oan và phủ nhận các cáo buộc của cáo trạng. Ông Lê Tùng Vân luôn xuất hiện trước tòa trong tình trạng sức khỏe yếu, trí nhớ không tốt. Các đệ tử của ông Vân là Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương và Bà Cúc đều thể hiện trí nhớ gặp khó khăn. Riêng ông Vân với lý do lớn tuổi đã xin vắng mặt ở ngày xét xử thứ hai. Khi phiên tòa trình chiếu clip vi phạm của các bị cáo, các luật sư bào chữa đề nghị chủ tọa phải đưa ra chứng cứ, biên bản về việc niêm phong và mở vật chứng trước khi đưa clip ra trình chiếu. Tại phiên tòa này, bị cáo Lê Tùng Vân chỉ thừa nhận mình là người đã đặt tên Tịnh Thất Bồng Lai cho hộ nhà bà Cao Thị Cúc và tự đặt pháp danh cho mình là Thích Tâm Đức. Ông này cho rằng bản thân không theo đạo Phật. Bị cáo cũng phủ nhận việc duyệt tổ chức cho đăng tải các clip phạm pháp và khẳng định đệ tử tôi nó 30-40 tuổi cả rồi và có trí khôn, thậm chí hơn tôi nữa, làm sao tôi can thiệp được. Bị cáo 90 tuổi tự nhận trí nhớ không tốt, rồi khoe trước tòa bản thân có 2 bằng cử nhân nên không làm gì trái pháp luật. Tương tự ông Vân, các đệ tử của ông là Nhất Nguyên, Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương cùng bà Cao Thị Cúc cũng chối tội hoặc nói bị ép cung. Tuy nhiên đại diện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Long An cho rằng việc giám định các clip trên là hoàn toàn theo đúng quy định yêu cầu hội đồng xét xử, nhằm xem xét các hậu quả mà những clip này gây ra khi đăng tải, lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra cũng khẳng định trước tòa không ép cung như lời các bị cáo nói. Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa khép lại phiên xử với bản án tuyên phạt ông Lê Tùng Vân 5 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử xác định hành vi của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa phương. Cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các bị cáo có tổ chức bàn bạc thống nhất, phân công vai trò rõ ràng. Trong đó bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò chủ mưu, cần cách ly khỏi xã hội một thời gian để gian đe. Bị cáo 90 tuổi là tình tiết giảm nhẹ, nhưng tình tiết tăng nặng là không thành khẩn khai báo, phạm tội 2 lần trở lên. Với vai trò đồng phạm, bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương bị phạt mỗi người 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên lĩnh 3 năm 6 tháng tù, bà Cao Thị Cúc nhận 3 năm tù. Theo hội đồng xét xử, thủ tục tố tụng của các cơ quan đúng quy định pháp luật, không có dấu hiệu sai phạm. Các bị cáo khiếu nại nhưng không đưa ra chứng cứ chứng minh, các bị cáo không thừa nhận hành vi, nhưng các kết luận giám định cùng lời khai đã thể hiện rõ hành vi phạm tội. Bản án cấp sơ thẩm một lần nữa khẳng định, từ năm 2019 đến năm 2021, bị cáo Vân đã chỉ đạo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên lập tài khoản YouTube Nam Chú Tiểu, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên Hoàn Nguyên Official. Các bị cáo đã quay phim giản dựng, đăng các video có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín tập thể cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Thượng tọa Thích Nhật Từ. Trong vụ án này, cũng có thêm một bị can là Lê Thu Vân, 65 tuổi, cũng bị khởi tố với tội danh nói trên. Bị can này bỏ đi khỏi địa phương khi quá trình điều tra diễn ra, sau đó đã ra đầu thú. Nhóm luật sư của những người ở Tịnh Thất Bồng Lai đã có đơn gửi Công an tỉnh Long An đề nghị đình chỉ điều tra đối với bà Vân vì bà bị bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, Công an tỉnh Long An cho rằng chưa có cơ sở xem xét khi bị can Lê Thu Vân chưa thực hiện giám định y khoa theo quy định. 8 ngày sau khi cấp sơ thẩm tuyên án, ông Lê Tùng Vân nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Bị cáo này cho rằng mình già nua, không ra khỏi nhà, suốt ngày nằm võng, kể cả lúc khách tới thăm. Bị cáo không biết bấm điện thoại, không biết sử dụng mạng xã hội, chỉ lo dạy bảo con cháu cùng tu tập, không lợi dụng dân chủ nên không có xâm phạm lợi ích của nhà nước hay tổ chức cá nhân nào. Bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định mình không mạo nhận là Đức Phật, không mạo danh Đức Phật, không phỉ báng đạo Phật, không xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cũng không xúc phạm Công an huyện Đức Hòa. Ông này cho rằng mình và một số người ở Tịnh Thất Bồng Lai là nạn nhân, bị làm nhục và bị vu khống trong thời gian dài rất thậm tệ. Khi đó, bị cáo 90 tuổi yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, tuyên ông và các đệ tử của mình không phạm tội, trả tự do và đình chỉ vụ án. Tiếp đó, từ nơi bị tạm giam, ngày 21 tháng 8, 5 bị cáo còn lại cũng kháng cáo. Tới trưa ngày 1 tháng 1 năm 2022, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc. Theo điều tra bổ sung, nhóm người ở Tịnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân cầm đầu được xác định có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số tổ chức cá nhân. Số tiền chiếm đoạt đang được cơ quan điều tra tổng hợp. Ngoài ra liên quan vụ việc, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An khi ấy đang điều tra dấu hiệu của tội loạn luân.
Để thực hiện các bước điều tra, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định 28 người, bao gồm cả trẻ em thời gian qua sinh sống tại cơ sở tu tập tự phát này. Lý giải việc lấy mẫu xác định ADN, nhà chức trách cho hay thời gian qua có những tin báo tố giác cho rằng những đứa trẻ ở tỉnh Thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi như Lê Tùng Vân và những người lớn sinh sống tại đó đã thông tin. Sau đó, kết quả giám định đã được gửi tới những người liên quan tại tỉnh Thất Bồng Lai, song ông Lê Tùng Vân đã từ chối nhận. Khi cơ quan điều tra đến tỉnh Thất Bồng Lai để tống đạt kết quả giám định ADN, thì ông Lê Tùng Vân đóng cửa không hợp tác. Cơ quan điều tra đã mời chính quyền địa phương đến lập biên bản về vụ việc. Cơ quan điều tra đã tống đạt kết quả trên đến các bị cáo đang bị tạm giam. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 19 tháng 4 năm 2024, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Tùng Vân để điều tra về hành vi loạn luân.